Đây, đây là thành quả của tôi chọc mà cọ một lúc. Ở cái vùng này thì người ta hay có cái món đang rất đặc trưng, người ta gọi là cọ ỏm. Tôi là sẽ chuẩn bị nguyên liệu để làm một món khác dựa trên cái cọ ỏm của người dân tộc Tày. Sau khi đã có hồ thủy điện thì nơi đây, toàn bộ vùng hồ này thành một cái vùng rất vừa phong cảnh đẹp, cũng như là một cái nơi mà rất nhiều người dân địa phương họ đã sinh sống bằng nghề đánh bắt cá cũng như là nuôi cá. Và tôi sẽ hy vọng sẽ kiếm được một con cá lăng thật ngon, vì tôi cá lăng Hồ Na Hàng rất nổi tiếng. Em chào chị Dung. Em đang định kiếm ít cá như là cá lăng. Chị có cá lăng đúng không? Cái con cá lăng ở cái hồ Na Hàng này là các gia đình họ nuôi cá ở đây, họ bắt từ lúc bé như thế này, và họ nuôi chừng 2-3 năm bằng hoàn toàn bằng cá thôi. Và nó bây giờ là tôi sẽ tìm một con cá lăng to, con nào khoảng 3 năm rồi, để làm món ăn. Có một con đây rồi. Ui, đây rồi. Con cá này tương đối to, khoảng tôi không biết là khoảng bao nhiêu, nhưng mà chắc cũng phải 2 cân, hơn 2 cân đấy. Bây giờ tôi sẽ mang về thôi. Rồi, con cá này thì rất to, cho nên là cái đầu với đuôi sẽ giữ lại nấu canh. Còn tôi sẽ chỉ kho cái phần khúc giữa thôi. Bây giờ bắt đầu cái công đoạn làm mà dân đây người ta gọi là cọ ỏm. Ỏm chắc là tiếng dân tộc chẳng biết là gì, chắc là om đấy. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị các một số cái nguyên liệu để kho cá lăng. Đây là giềng, đây là nghệ và có một ít ớt nữa thôi. Bây giờ thì chuẩn bị thêm một ít ớt nữa thôi. Ớt kho cá thì mình không cắt ra mà mình bổ đôi thôi, bỏ hạt. Cá rất to, sắp rồi. Cá rất to cho nên là phải dùng cái nồi to như thế này mới kho hết được. Xếp sau khi xếp cá vào, bắt đầu mới ướp cái loại gia vị nước mắm ngon. Bây giờ đến là nước hàng riêng với cả rồi mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ chỉ có cho lên bếp thôi. Trời sâm sẩm tối rồi, cái cảnh hoàng hôn ở trên hồ Na Hàng thật là đẹp. Và bây giờ tôi sẽ quay lại với cái cọ ỏm của mình. Cái dầu độ béo của trong cái quả cọ nó ra nước và nó thành một cái thứ nước màu nâu và có váng, chỉ là béo ngậy như thế này. Muốn biết cái quả cọ này nó đã chín hay chưa ấy, thì bữa nó ra đây này. Các bạn nhìn xem ở trong nó vàng như thế này. Mới cá đã được kho khoảng 20 phút rồi. Bây giờ tôi sẽ cho cái quả cọ đã được om xong, các bạn nhìn nhé. Bây giờ cho vào để cho nó giống. Cái nồi cá này á, cá này trông vừa ngon này và trông màu sắc đẹp này. Vậy là ngày hôm nay tôi đã hoàn thành xong một cái món ăn tương đối phức tạp, nhưng mà tôi nghĩ là một trong những món ăn ngon nhất tôi đã từng làm. Em mời anh chị. Một bữa cơm tối rất đặc biệt, lênh đênh trên một cái bè ven hồ Na Hàng, ăn cái món ăn cực kỳ ngon của mảnh đất Na Hàng tuyên quang này. Nghĩ đấy là một trong những cái trải nghiệm cực kỳ thú vị mà ai đến Na Hàng này nên thử.